toàn bộ phần vân gỗ đây, cái vị đấy là hoàn toàn tự nhiên nhé, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên của chúng tôi đây, vị này. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Và quay trở lại với bạn nhỏ thì trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi vừa lên dựng mọc một chiếc sập ngồi chất liệu gỗ hương. Đây là mẫu sập chân quỳ dạ cá hay là còn gọi là sập yếm vén. Cái sập này có kích thước là 1m8 x 2m2. Tôi đang rửa nước đây. Thì cái mẫu sập trơn này thì chúng ta chỉ yếu là chơi vân, chỉ cần phần đục chạm và rất là ít. À, phần dạ sập là kích thước là dày 10cm chân 24. Phần gỗ là chúng tôi là chọn lọc vân veo lựa tuyển. Đây quý vị thấy ngay cả những phần ngang này, phần đốc này, gỗ rất là đẹp, vân veo cực kỳ đẳng cấp. Phần gỗ hương hoàn toàn tự nhiên nhé, đây là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nhé. Quý vị thấy phần gỗ rất tuyệt vời. Đây phần mặt đây, phần mặt là mặt hai lá, mặt chúng tôi là làm mặt hai lá. Đây là phần trên hai lá đây. Nhưng mà chúng tôi là ghép vân rất là đều, quý vị nào không tinh mắt thì rất khó phát hiện ra, rất là giá trị, vân gỗ rất là đều. Khuôn tranh là dày 7 phân. Bây giờ là đang là buổi trưa của ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Theo phần đỏ tiền đây là một khối gỗ liền tấm. Và chiếc sập này là chiếc sập cổ liền. Đây toàn bộ là cổ liền hết. Chân 24. Đây là phần dạ ngang bên phải đây. Gỗ chọn lọc cực kỳ là đẹp và ngọt ngào luôn. Đây cái bộ phần đằng sau cũng rất là đẹp nhé. Đây là phần gọng đằng sau. Thì sập này chúng tôi chỉ làm 3 mặt thôi, gọi là sập tam diện thôi. Bởi vì cái mặt trong kia là chúng ta kê vào tường cũng không cần thiết. Còn vẫn có một số quý khách là chơi tập tứ diện là mặt sau cũng như mặt trước, nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Và nếu quý vị mà muốn thêm tiền chơi thì có thể làm mặt dày hơn thì nó sẽ hay hơn là làm mặt sau. Thường thường thì những cái sập yếm vén này chúng tôi chỉ có chạm mà đục chạm một chút vén ở chỗ này thôi, gọi là nho sóc ở chỗ này thôi, nho sóc ở đây thôi. Yếm này đó, dáng yếm thì như là dáng bụng cá rất là đẹp này, bình như bụng cá, chân quỳ dạ cá. Nó mang ý nghĩa là thu hút tài lộc về cho gia chủ. Chân quỳ dạ cá thì mang ý nghĩa là thu hút tài lộc về cho gia chủ. Thì mọi người ai có nhu cầu xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, với số điện thoại là 0987 51086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Mọi người có thể xem thêm những sản phẩm khác tại website đồ gỗ Tùng Tám .com. Ok, xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại trong những video clip giới thiệu sản phẩm khác chúng tôi. Mọi người hãy bấm đăng ký kênh để có thể cập nhật những video sản phẩm mới nhất hàng ngày. Xin chào mọi người.